hân hạnh giới thiệu đến các bạn một cơ hội kinh doanh thật tuyệt vời cho năm 2014. Nếu các bạn đang tìm kiếm việc làm, các bạn đang có hứng thú với kinh doanh, hay là các bạn có những tiệm nail, spa, salon, cắt tóc vân vân, các bạn muốn phát triển thì đây là một cái cơ hội kinh doanh tuyệt vời cho tất cả các bạn. Thưa các bạn, chuyện gì xảy ra ở tuổi 65? 100 người sống ở nước Mỹ sanh ra đó, 65 năm sau thì kết quả như thế nào? Thưa các bạn, thì chỉ có một người trở thành giàu có, ba người chỉ đủ tiền để về hưu, bốn người tiếp tục đi làm, 29 người đã qua đời, 63 người lại thuộc vào welfare và gia đình. Tất cả những người này không chuẩn bị thất bại, nhưng thất bại vì không chuẩn bị. Cách làm giàu ở Hoa Kỳ như một thống kê cho thấy rằng 1% làm giàu vì trúng số lô tô, thể thao, thừa kế vân vân, còn 5% làm ngành salesman, 10% thì là những người học giỏi, ví dụ như bác sĩ, kỹ sư, luật sư vân vân, còn 10% là chủ những công ty lớn. Thứ bạn, còn phần còn lại đa số là tự làm chủ. Hay nói cách khác, 74% là self-employed, tự làm chủ. Ông Martin Luther King đã từng nói một câu rất hy hữu là I have a dream. Tôi không biết mơ ước của các bạn là gì, nhưng mà tôi biết rằng mỗi con người chúng ta đều có những mơ ước. Sinh ra đời, ai cũng có những mơ ước thật là to lớn. Ông Zig Ziglar thì nói câu, if you can dream it, you can achieve it. Nếu bạn có thể mơ được cái điều đó, thì các bạn cũng có thể đạt được điều đó. Và hôm nay, có thể Cindy sẽ giới thiệu các bạn điều mà các bạn hằng mơ ước. Thưa các bạn, nếu các bạn muốn có thêm tiền, thì đây là cơ hội. Có thể các bạn muốn có thêm tài chánh, hay là có tiền để trả nợ, vân vân. Hoặc là mơ ước của bạn có thể là để có nhiều thời gian, có thời gian với con cái, với chồng, với vợ, với con. Thì đây là một cơ hội tuyệt vời cho các bạn. Có thể mơ ước các bạn là tự mình làm chủ, được làm việc tại gia, được tự do. Có một số các bạn khác thì có thể mơ ước để trở thành triệu phú, để làm giàu, tự do về thời gian và tài chính. Thì đây là cơ hội các bạn, cơ hội đã đến tới cửa các bạn. Thưa các bạn, đây là một cơ hội ngàn vàng. Một công ty phát triển trên 1000% trong 3 năm qua. Một sản phẩm độc đáo có 1 không 2 là không thể nào thiếu được. Hay là nói cách khác là tất cả mọi người đang cần. Bạn đã thử qua cái Crazy Wrap này chưa? Của công ty It Works. Đây là một sản phẩm nóng bỏng trên thị trường. Dễ dùng, giá cả phải chăng, vui nhộn. Chúng ta chỉ cần mở ra, đặt lên chỗ nào chúng ta muốn, chờ đợi kết quả trong vòng 45 phút. Da chúng ta bình thường thì nằm bên tay trái, rất là mạnh khỏe. Nhưng mà khi mà chúng ta không có mạnh khỏe thì chúng ta bị béo phì ra, đấy thì da như vậy. Thì khi chúng ta đắp lên thì nó sạch xuống. Rất là đơn giản các bạn. Thì đây là kết quả. Chúng ta trước và sau. Chúng ta thấy da thịt thon lại, eo qua đầu thon gọn hơn. Nói chung là săn chắc, thon gọn chỉ trong vòng khoảng 45 phút đến vài tiếng. Giảm bớt da đùng ở bụng, đùi, mông, cổ, tai, vân vân. Kết quả nhanh chóng, tác dụng lâu dài bằng dược thảo thiên nhiên. Cái này nó không phải là chỉ mất nước. Cái như mất nước là chúng ta làm cho nó sạch xuống rồi chúng ta uống nước nó phì lên. Nhưng mà cái này để là sản phẩm thật sự có giá trị lâu dài. Lần đầu tiên có mặt trên thị trường chỉ được phân phối qua đại lý của Works mà thôi. Đây là kết quả before và after, trước và sau. Chúng ta thấy hai hình. Chúng ta có thể để, nói chung các bạn phải thử qua thì sẽ kinh nghiệm được. Các bạn đã thử qua cái web này chưa? Đây là kết quả rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Trước, sau, chỉ trong vòng khoảng 45 phút. Và chúng tôi có những cái sản phẩm về facial. Đây là natural facial wrap. Hay có thể nói là organic. Nó thiên nhiên. Các bạn có thể làm đẹp với giá rất là rẻ. Mà rất là thiên nhiên. Hiệu quả rất là nhanh chóng mà không có bị dơ. Rất là gọn thôi các bạn. Đây là dược liệu. Tất cả đều là những dược liệu thiên nhiên. Nếu các bạn khác muốn mất 10 pound, 20 pound, 30 pound, chúng tôi có những cái package khác. Từ cái package wrap cho đến có những cái fat finder gel, vân vân.
nhiều người mất 27 pound, 30 pound, 34 pound, vân vân. Nếu bạn chúng tôi có sản phẩm về làm đẹp cho phụ nữ, Lip and Eye Facial Toner, Cleanser, vân vân. Chúng tôi có những cái dược thảo có thể giúp cho các bạn ngừa bệnh tật, chống ung thư. Ví dụ như cái green dược thảo thiên nhiên, có 38 loại rau cải có thể giúp chúng ta đầy đủ dinh dưỡng mà chống là lão hóa, chống ung thư, tẩy độc, vân vân. Rồi con nít mà không thể uống được đó thì chúng ta cũng có thể dùng kẹo để có thể ăn. Tại nhiều khi nít nó không thích uống, nhưng mà sản phẩm green thì uống rất là tuyệt vời, rất là ngon béo. Chúng ta có sản phẩm về tóc, da và nail nữa thưa các bạn, cũng như là fat finder là để giảm cái lượng mỡ thừa khi mà chúng ta ăn uống vào để chúng ta không mập nữa. Rồi chúng ta có thermal fit là để giảm cân đó, mà các bạn đã thấy rồi đó, thưa các bạn, bằng thiên nhiên ưu đãi cho khách hàng trung thành, mua giá sỉ được sản phẩm vận chuyển miễn phí. Chúng tôi có nhiều package, không những nó giúp về chống độc, săn chắc căng da đẹp, nhưng còn có nhiều ích lợi tuyệt vời khác, giúp tiểu đường, giúp đau cơ xương, nhức mỏi, giúp chứng suy tĩnh mạch, giảm trầm cảm, depression đó, giảm cân, giảm mụn, chứng táo bón, giảm nhức đầu, tăng năng lực, giảm mệt mỏi, giảm lượng mỡ xấu, giảm huyết áp, vân vân. Phần này là phần mà các bạn đang chờ đợi, đó là làm giàu với công ty Work Global. Thưa các bạn, đây là khởi đầu của một làn sóng mà các bạn có thể đến đứng ở trên để có thể hưởng một cái kho tàng rất là quý báu. Thưa các bạn, ông Bill Gates ông nói rằng nếu mà tôi có một cái cơ hội để làm lại từ đầu thì tôi sẽ chọn network marketing hay là mô hình kinh doanh xã hội, hay là nói tóm tắt là home based business hay làm việc tại gia đó. Thưa các bạn, công ty Upwork sẽ mở cửa 18 quốc gia trong năm 2014 và tương lai sẽ mở cửa tại Việt Nam. Ông Jay Paul Getty là một người tỷ phú đầu tiên trên nước Mỹ đó, thì ông nói rằng tôi thà được 1% công sức của 100 người hơn là 100% sức lực của riêng tôi. Vì khi mà chúng ta bệnh thì chúng ta sẽ không còn tiền đó nữa. Khi chúng ta làm chủ tiệm nail, tiệm này, tiệm kia, nhưng mà khi chúng ta bệnh ai sẽ lo? Còn còn cái này chúng ta có thể có được income từ rất là nhiều người, từ nhiều người đại lý, và chúng ta có thể truyền lại cho con cháu kế tự cái tài sản của chúng ta nữa. Thưa các bạn, tôi muốn chia sẻ với bạn sức mạnh của số nhân, tại sao Bill Gates lại khen này, hay là những người khác lại khen về mô hình kinh doanh xã hội. Thưa các bạn, nếu chọn một món quà thì các bạn chọn cái nào? Nếu Sunny hôm nay tặng các bạn một là 1 triệu đồng là tiền Mỹ đó, hay là 1 xu nhân đôi mỗi ngày, tiếp tục nhân đôi mỗi ngày cho đến 30 ngày, các bạn chọn cái nào? Ngày thứ nhất đó, thì 1 xu, ngày thứ hai đó nhân đôi thành 2 xu, ngày thứ ba thì 4 xu, ngày thứ bốn là 8 xu, ngày thứ năm 16 xu, vân vân. Nhưng mà đó, nếu mà chúng ta đi liên tục được 30 ngày thì trở thành 5.368.709 đồng 12 xu. Thưa các bạn, đây là sức mạnh của số nhân. Thí dụ như 30 ngày thì là 30 tháng, thì tháng đầu tiên có thể chúng ta kiếm được 1 xu, nhưng mà tháng thứ hai chúng ta kiếm được 2 xu, tháng thứ ba đó chúng ta kiếm được, mỗi người kiếm được một người, có nghĩa 2 thì nhân 2 bằng 4, rồi bằng 8, vân vân. Thì sau 30 tháng sau chúng ta có thể trở thành triệu phú. Thưa các bạn, đây là sức mạnh của số nhân. Công ty Edwards 2013, 75% người tham gia công ty đó, làm đại lý đó, thì 72 người vẫn tiếp tục làm. Năm 2013 đây 85.44% những người đại lý kiếm tiền được từ công ty Work. Cho nên đây là một công ty rất là tuyệt vời các bạn. Bước một, chúng ta tham gia cuộc chơi chỉ có 99 đồng. Chúng ta giữ 80 điểm năng động hay khoảng 90 đồng. Rồi chúng ta có hai cái package sẽ thể mua. Thí dụ cái package này đó là trên 300 đồng, nhưng mà chúng ta mua chỉ có 149 đồng để giúp chúng ta. Thưa các bạn, bước thứ hai, chúng ta được tặng phẩm miễn phí. Khi chúng ta giới thiệu được 4 người loyal customer, chúng ta được hưởng 15%, mà chúng ta được công ty tặng cho hai hộp hay là 4 miếng miễn phí. Rồi bước thứ ba, được công ty đảm bảo thu nhập. Chúng ta mời 3 người đại lý, mỗi người kiếm được 4 người loyal customer, công ty sẽ bảo đảm các bạn ít nhất là 500 đồng tiền thu nhập. Cách về hưu trong 6 tháng. Làm sao? Thứ nhất, tham gia trả 99 đồng để giữ điểm năng động hàng tháng khoảng 90 đồng. Mỗi đại lý chỉ cần mời 5 người đại lý và 2 người khách hàng trung thành. Thì tháng đầu tiên chúng ta mời được 5 người, tháng thứ hai 5 người, mỗi người 5 người là 25 người.
tháng thứ ba mỗi người mỗi năm người là 125, 625, vân vân. Thì chúng ta thấy đó là chúng ta sẽ sau 6 tháng chúng ta có thể kiếm được cái tiền lương trung bình đó của ambassador đó là 585.000. Thế các bạn, tại sao phải chọn công ty AdWords? Đây, thứ nhất, sản phẩm hiệu quả nhanh. Thứ hai, giá cả rẻ, ai cũng có thể làm đẹp ngay hôm nay để được bụng nhỏ, eo thon, thân hình đẹp. Thứ ba, công ty phát triển rất là nhanh, vững vàng, không nợ. Và thứ tư, sản phẩm đang bùng nổ thị trường. Sản phẩm ai cũng cần, bán trên 450 triệu Mỹ Kim trong năm 2013, năm nay sẽ bán 1 tỷ. Và số 6, đơn giản, dễ làm hệ thống, nhân đôi, chỉ có vài sản phẩm thôi, chúng ta không có tận 300-400 sản phẩm để học. 7 là vốn đầu tư rất thấp, chỉ có 99 đồng, ai cũng có thể cái record. Chúng ta chào cái, chúng ta có thể có được một cái cơ sở thương mại, và chúng ta có hàng mẫu 4 Grab để làm hàng mẫu luôn. Số 8 là điều kiện nhận hoa hồng thì dễ dàng. Vừa vô ngày đầu tiên chúng ta mời người đầu tiên chúng ta có thể được 15% rồi. Thưa các bạn, dễ kiếm tiền nhất, chúng ta lên Diamond trong vòng khoảng 24 người, với mỗi người 400 điểm mà thôi. Các bạn, nhóm cũng có trên 100 năm kinh nghiệm, có thể giúp tất cả các bạn thành công. Bạn không có cần phải lo vì nhiều khi vô những cái business mà không ai giúp các bạn, thì chúng tôi có thể giúp các bạn thành công. Các bạn, ông Bill Gates thì ông nói là nếu các bạn sinh ra nghèo thì đó không phải là lỗi các bạn, nhưng mà các bạn chết nghèo thì đó là lỗi của các bạn. Công ty Work đã đi khắp mọi nơi, mở đường ra cho chúng ta, trải thảm đỏ chúng ta bước lên. Chúng ta bây giờ chỉ cần bước lên thảm đỏ, tiến đến thành công, chúng ta có thể ghi tên vào cái tự cái check. Chúng ta muốn kiếm bao nhiêu tiền, chúng ta muốn được tự do về thời gian, chúng ta muốn tiền chúng ta đến mức độ nào thì chúng ta có thể làm việc để đạt được cái mức độ đó, không ai cản trở chúng ta nữa. Các bạn có thể, đây là cái cơ hội các bạn được tự do về thời gian và tài chính. Thì các bạn có thể làm đẹp ngay hôm nay, được bụng nhỏ, eo thon, nhưng mà các bạn cũng được có tiền nữa. Thì các bạn có hai chọn lựa: một là các bạn trở thành khách hàng trung thành, mua giá sỉ, được trang web cá nhân để quản lý đơn hàng, giao hàng miễn phí để sản phẩm với điểm ưu tiên, hay là các bạn có thể trở thành nhà phân phối mua giá sỉ, được có trang web cá nhân, tạo thêm thu nhập hoa hồng, tiền thưởng, xóa nợ, vui hứng bạn bè, được tự do về thời gian và tài chính. Thưa các bạn, đây là một cơ hội kinh doanh thật tuyệt vời. Trở lại, nếu các bạn có mơ ước để trở thành triệu phú, mơ ước làm giàu, mơ ước để ở nhà, thì đây là cơ hội các bạn. Cho nên đừng để lỡ cơ hội. Thưa các bạn, trong cuộc đời chúng ta có hai việc mà chúng ta qua đi chúng quay lại. Thứ nhất là thời gian qua đi không ai có thể lấy lại được, và điều thứ hai nữa là cơ hội qua đi có thể chúng ta sẽ bị mất luôn. Cho nên đây là cơ hội kinh doanh thật tuyệt vời. Các bạn hãy liên lạc với người mời các bạn đến để tham gia với nhóm đổi cuộc đời trong 45 phút, Change Your Life in 45 Minutes, thì sẽ được chào đón các bạn và giúp các bạn thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.